nhóm là test vận hành về cái tiktok shop với rp ở cả nhà thì uh, bản thân em trước đây là em cũng đã làm rất nhiều video về xây dựng profile rồi à, tại vì em cũng uh, còn khá là nhỏ tuổi cho nên cũng có rất ít mối quan hệ và tập trung kinh doanh tại rp thì em xây dựng là theo mạng xã hội em xây dựng profile kể cả là lan tỏa hay là bán hàng đều tất tật đều qua đồ file. à, và em làm rất là nhiều video từ xưa đến giờ rồi à, nhưng mà em cũng từng nghĩ là mình có nên là lấn sân sang kênh tiktok không À, lúc trước em cũng từng nghĩ như vậy và em cũng có thành lập một cái kênh tiktok thì lúc đó thì mình cũng chưa có hiểu rõ về các quy luật về tiktok thì mình cứ đăng vui như vậy à, có những cái trend nào ra mà nếu mình có thời gian thì mình cứ vào mình mình làm cái trend đó thì cái kênh đó, nó cũng lên được một ngàn mấy follow à, nhưng mà à, không có biết gì về bán hàng hết à, và tới cái lúc mà mình thấy là cái kênh mình lên hơn 1.000 follow và được gắn giao hàng rồi thì lại à, bắt đầu là nghĩ là đến cái việc là bán những sản phẩm của Robby ở trên kênh đó thì lại gặp khó khăn ở cái chỗ là tiktok shop đăng sản phẩm không được rồi đăng được rồi thì khi có đơn hàng mình phải nhập cái đơn hàng đó về sau đó mình vận hành thì cái như vậy nó rất là cồng kềnh và nó rủi ro cho nên là em từ bỏ ý định và em chỉ giữ cái tiktok đó để giải trí thôi đó thì sau đó là ruby chị huệ có nhắn với em là vào cùng với chị tuyết nè là tham gia cái giống như cái chiến dịch 21 ngày liên tục này mọi người à, thì lúc đó cái kênh của em được đánh giá là không hiệu quả nữa Tại vì à, em đăng rất là nhiều à, rất là nhiều theo rất là nhiều hướng. À, lúc thì là giải trí, lúc thì là, là là làm cái này cái kia. Cho nên là cái nick đó của em coi như là nó không có hiệu quả. Và vào học cái khóa học về à, thực chiến về những cái vấn đề về TikTok đó, thì à, em biết được là mình sẽ phải bỏ cái kênh đó và đập đi và xây lại. Thì em bắt đầu là em xây lại mới hoàn toàn luôn từ cái ngày đầu tiên cùng với lại đội ngũ cùng với chị Bỏ Tuyết và à, đội ngũ các anh chị chuyên gia hỗ trợ đó à, liên tục 21 ngày. Thì sau 21 ngày À, những video đầu của em cũng có được, được tương tác là cũng à, một ngàn, hai ngàn, vài trăm nó cũng được kha khá, khá nó không phải là gọi là vượt trội nhưng cũng kha khá dần 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 cái nó thấp dần thấp dần cái mình bắt đầu mình chuẩn bị đi vào cái giai đoạn là nản rồi thì bỗng đột nhiên vào ngày gần gần thứ 30 có một video nó lên xu hướng à, xu hướng đây cũng không phải là nhiều mọi người được hai à, mấy ngàn lượt xem thôi à, thì cái nick của em nó được đẩy lên liền từ là đang là có bốn mươi mấy follow thôi à, lúc này em cũng lên trên nhóm em hỏi chị Tuyết ơi em có nên với mọi người ơi em có nên là bỏ cái kênh này xây lại không tại vì sao 21 ngày rồi mà em vẫn chưa thấy biến chuyển gì hết mọi người nói em là cứ tiếp tục à, có những người người ta xây một đến hai tháng mới bắt đầu là thấy kết quả và em tiếp tục đến một hai ngày nữa tự nhiên cái điều kỳ diệu nó xảy ra là một video em lên xu hướng và là sau một đêm thôi một đêm xong là đến trưa hôm sau là cái nick của em ngay lập tức nó lên hơn một ca follow đó là cái cái thành tích của em trong cái uh, dự án này và hiện giờ thì cũng đang với tất cả các anh chị là mình đang thực hiện cái chiến dịch thứ hai đó là live stream 21 ngày thì trong lúc live stream mọi người vừa tối qua luôn tối qua thì cái tiktok shop nó có vấn đề một xíu là em live stream chia sẻ về cơ hội kinh doanh tại vì thật ra nói về thế mạnh của em thì em tự tin nhất là nói về cái cơ hội kinh doanh tại rugby thì có rất nhiều bạn quan tâm luôn và để lại là nhắn cho em luôn thì em thấy đây là một thị trường hết sức là tiềm năng à, bên cạnh đó thì xưa đến giờ là em vẫn xây dựng ở trên facebook cho nên cái việc làm video cũng đã làm rất là nhiều Thì mình cứ là đồng bộ các cái nền tảng với nhau Ở trên Facebook thì có là cái chức năng Reel Và ngay cả bây giờ ở trên Youtube nó cũng có cái chức năng Shop Đó là em sẽ đồng bộ cả cả cái những cái video này Mình chỉnh sửa là chút xíu nữa thôi Nội dung thì không phải suy nghĩ quá nhiều Tại vì có một nội dung đó mình chỉnh sửa xíu Để cho nó phù hợp với nền tảng là em đăng cả được đa kênh luôn Vừa Reel ở trên Facebook mà vừa Shop ở trên Youtube Và vừa ở trên TikTok luôn thì à, vừa qua trên uh, shop ở trên Youtube em thì cũng có một video sắp cán một 100.000 lượt xem. Đó là cái thành tích của em trong xuyên suốt một tháng qua. Mới đây thôi mọi người. Đó thì em mong muốn là sẽ phát triển thêm trong thời gian sắp tới. À, cho nên là trong phòng dung của mà anh chị nào mà mình à, chuẩn bị mà mình làm cái này. Mọi người nên quyết tâm liên tục <laughs> ít nhất là 21 ngày. Thì sẽ có điều kỳ diệu xảy ra đó. <laughs> Rồi em xin uh, uh, cảm ơn cả nhà đã lắng nghe cái phần chia sẻ ngày hôm nay của em. Cảm ơn mentor Võ Tiết và mentor Mai Hậu đã cho em có cơ hội giao lưu với mọi người ạ. À. À, em sẽ... cả nhà rồi có tuyệt vời không các anh chị à, nếu tuyệt vời các anh chị cảm ơn ngang mentor của chúng ta ha đó là sự khác biệt giữa chúng ta làm việc à, độc lập với lại có team của các anh chị và rugby thì à, các anh chị đều có team hết à, đặc biệt nếu như là các anh chị được tham gia vào một cái chương trình đào tạo cầm tay chỉ việc và có cái sự follow nữa thì chắc chắn là cái kết quả của các anh chị có tại vì em cũng đã chia sẻ rồi các anh chị coi robby là công việc thứ hai cho nên hầu như cái sự chay lười và lý do của chúng ta là rất là lớn và nếu có cái sự hỗ trợ nào đó là các anh chị phải tham gia vào ngay các anh chị nhé à, giống như hân và giống như tuyết cũng vậy à, thì chúng ta sẽ không có cái lý do nữa thì cái điều thứ hai mà các anh chị biết là cái thị trường tiktok cũng như là cái thị trường kinh doanh buôn bán hiện nay nó rất là sô bồ các anh chị về giá cả và cạnh tranh à, nhưng mà riêng về Robby của chúng ta thì luôn luôn ổn định đúng không ạ à? về giá và về sự hỗ trợ à, và khi mà lên nền tảng tiktok cũng vậy à, rất là nhiều cửa hàng rất là nhiều shop với nhiều cái dòng giá khác nhau nhiều sản phẩm khác nhau nhưng mà ở Robby thì uh, các anh chị được hỗ trợ đặc biệt từ một cái cái người khổng lồ đó là Robby hỗ trợ cho các anh chị từ A đến Z hết và TikTok các anh chị nếu mà chỉ sai một cái 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 luật livestream sai một cái luật đăng bài thôi à, và đặc biệt là cái live stream để các anh chị tương tác ấy, là các anh chị sẽ bị đứng kênh ngay và các anh chị sẽ bị hủy hoàn toàn cái kênh đó đóng băng lại à, nhưng mà nếu mà các anh chị liên kết qua được bên uh, bên uh, robby của chúng ta được hỗ trợ thì chúng ta vẫn còn một cái uh, một cái công việc vẫn còn một cái nguồn sản phẩm để cho các anh chị kinh doanh à, như vậy thì các anh chị sẽ uh, bắt đầu xây dựng về cái nền tảng tiktok shop với cái sự hỗ trợ từ bên các đội nhóm và bên các BDB các anh chị nhé à, và chưa ngày hôm nay thì ban tổ chức các anh chị biết là uh, rất là nhiều nếu như mà có những anh chị đã đi học tiktok ở bên ngoài rồi các anh chị học ở bên ngoài thì em biết là cái cái giá mà một cái khóa học như vậy nó nó tốn rất là nhiều tiền có những uh, chuyên gia họ đào tạo tới vài chục triệu hoặc là có những chuyên gia họ đào tạo những khóa phiểu năm sáu triệu là cái chuyện rất là bình thường nhưng mà để có kiến thức để có kỹ năng thì cái chuyện chi phí ra cái việc học nó cũng rất là bình thường với những cái anh chị mà muốn đầu tư kiến thức uh, và để mình thu được cái kết quả sau này uh, và ở rugby thì em thấy uh, từ bữa giờ BDB nào cũng hỗ trợ cho các anh chị một cách miễn phí 100% hết đó là cái sự tuyệt vời rất rất là tuyệt vời mà các anh chị kinh doanh tại Robby ạ à. À, và cái quan trọng nữa là ở mỗi bản thân chúng ta chúng ta có nỗ lực chúng ta có cố gắng chúng ta có làm không chúng ta có hành động không à, thì cái kết quả nó sẽ mang lại y như cái nỗ lực của mỗi cá nhân của các anh chị ha và trong cái banner mà các anh chị nhìn thấy à, trong nhận được ngày hôm nay á À, thì có những cái chuyên gia có những cái tiktoker họ đã có những cái thành quả rất là tốt và họ đã có rất là nhiều năm kinh nghiệm về bên cái nền tảng tiktok shop à, hoặc là tiktok xây dựng thương hiệu cá nhân à, thì ngày hôm nay à, có ba bdb họ đã phối hợp với nhau và họ đã mời những cái chuyên gia tiktoker này à, về để giúp cho các anh chị đó là à, đi lên một cái hành trình xây dựng kênh Uh, TikTok cá nhân của mình làm sao cho nó ra, ra rival và làm sao cho nó thương hiệu cá nhân của các anh chị được lên uh, để công việc bán hàng của các anh chị cho nó dễ dàng nó đơn giản hơn và nếu như chúng ta đang có một cái nền tảng uh, marketing không đồng đó là facebook zalo thì phát triển thêm một cái nền tảng tiktok nữa mà nó phát triển mạnh hơn nữa thì chắc chắn là các anh chị phải nắm lấy cái cơ hội này các anh chị uh, và những cái tốt người đi đầu uh, ví dụ như võ Tiết thì cũng đã ra đơn được từ uh, bên những cái kênh khó, uh, người lạ từ cái việc live stream hoặc là làm kênh rồi thì chắc chắn là các anh chị cũng sẽ làm được các anh chị nhé. À, vậy thì không để cho các anh chị chờ lâu nữa. À, và tiếp sẽ mời lên đây đó là à mentor 12 sao Mai Hậu, người thành công nhất tại Robby, à, sẽ hỗ trợ cho các anh chị trong cái chương trình à xây cơ chuỗi TikTok ngày hôm nay mà các anh chị nhận được trong cái banner. Mentor Mai Hậu sẽ chia sẻ với các anh chị à, tất cả những cái giá trị mà ngày hôm nay. À, các chắc chắn là sẽ không làm uổng à, phí thời gian của các anh chị tham gia vào một cái buổi trưa rất là rất là đặc biệt của ngày hôm nay các anh chị nhé. Mời ban tổ chức kết nối với mentor 12 sao Mai Hậu ạ Ok chị Tuyết <laughs> Xin chào cả nhà Xin chào tất cả các anh chị đang có mặt trong dung ngày hôm nay à, Không biết là các anh chị có nghe rõ Mà Hậu nói không ạ Nếu mà rõ thì mình comment giúp Mai Hậu là rõ ha à, Cái phần vừa rồi chia sẻ của chị Hân quá là tuyệt vời Em cũng chúc mừng cho chị Hân nha À, em cũng giống như chị hân vậy đó cái cảm giác mà có một cái video nó cánh đề xuất á tự nhiên mình mình ngồi xong rồi mình cứ coi từng cái comment một từng cái follow một và mình thấy mọi chuyện thực sự rất là bất ngờ các anh chị à, mai Hồ cũng đã xây dựng cho mình một cái kênh tiktok và cũng đã có những cái trải nghiệm giống như chị hân vậy À, chúc mừng cho chị nha à, và cảm ơn chị tuyết rất là nhiều. Trưa ngày hôm nay thì em thấy là mọi người trong dung hình như là với cái không khí à, à, của tiktok thì có vẻ như sơn tụng hơn hẳn đúng không? À, và à, các anh chị à, buổi trưa như thế này là em biết là mọi người cũng à, rất là quan tâm đến cái chương trình này đúng không ạ? À, có anh chị nào mà mình có cái kênh tiktok hơn 1.000 follow chưa? <laughs> Nếu có thì mình comment cho em là có được không ạ? Để mình giao lưu với nhau. À, rồi thì à, Hôm nay á thì Mai Hậu đến đây với một cái vai trò đó chính là sẽ hỗ trợ cho các anh chị một cái nội dung, một cái chương trình về Tiktok. Mà thực sự là chúng ta sẽ có những cái người đồng hành đi cùng chúng ta. Phải nói rằng là rất là xịn sò các anh chị. Có anh chị nào ở đây mà biết ăn gà con không? <laughs> ăn gà con. À, có ai biết ăn gà con không? À, nếu biết thì comment là biết nha. Hay là ngọc shipper thì các anh chị có biết không? À, ok. À, ngọc shipper ok nói chung là nếu như các anh chị mà sử dụng tiktok thì em tin là các anh chị sẽ à, sẽ biết à, những cái hot tiktoker này chẳng qua là chúng ta không biết là vì chúng ta nói giờ chúng ta chưa xài đúng không chúng ta chưa có dùng nhiều đúng không à, nhưng mà hôm nay thì mai hội sẽ chia sẻ cho các anh chị à, cái à, lý do tại sao mà chúng ta sẽ à, cần phải xây dựng một cái kênh tiktok và à, các anh chị yên tâm là sắp tới đây á chúng ta sẽ được cái sự kèm cặp của những cái người mà họ từng trải họ là những cái người chuyên gia trong cái lĩnh vực này và họ có một cái số lượng người follow giống như anh già hiện tại á, là đang có một cái kênh tiktok à, với cái số lượng người follow là khoảng tầm 1,9 triệu à, follow à, người follow à, còn à, bạn Ngọc shipper thì hiện tại là một cái kênh của bạn khoảng tầm 350.000 người À, follow à để mà có số lượng follower như vậy thì thực sự không phải dễ đâu các anh chị đó là cả một cái hành trình và người ta phải có rất là nhiều những cái kinh nghiệm rất là nhiều những cái xương máu rất là nhiều những cái à, họ đã phải trải qua rồi đó các anh chị thì cái thị trường tiktok này à, nếu như mà các anh chị thấy riêng trong cái phòng du ngày hôm nay á thì các anh chị thấy rằng là nó đã nóng rồi đúng không bởi vì nếu như nói đến cái cụm từ tiktok là mọi người thấy là à dạo này là tỉnh cả người rồi <laughs> lá hả, sáng bừng lên rồi và đây là một cái thị trường mà chúng ta không thể nào uh, cãi được nó là một trong những cái điều rất là tiềm năng uh, và thực sự là chúng ta cần phải nắm bắt thời thế thay đổi chúng ta cũng phải thay đổi các anh chị à, và đặc biệt là những à, những cái kênh tiktok như này lại hỗ trợ cho chúng ta phát triển một cách rất là à, vượt trội mà chúng ta sẽ không thể tin nổi đâu các anh chị không thể tin nổi đâu à, các anh chị biết lý do tại sao không à, tại vì á là ở việt nam này à, ở việt nam này chúng ta có đến 49,6 triệu người dùng cái kênh tiktok này À, và một trong những cái điều mà thực sự bất ngờ hơn đó các anh chị là gì à, đây là một trong những cái nền tảng mà thực sự là nó chưa có nhiều những cái quy định à, đặc biệt là lúc mà mới mở thì nó còn chưa có nhiều những cái quy định đâu như, và nó cũng chưa có nhiều gắt gao giống như là Facebook à, nên là cũng là một trong những cái nền tảng để chúng ta khai thác được một cách triệt để à, và hỗ trợ cho cái hoạt động kinh doanh của mình à, tuy nhiên thì có rất nhiều những cái câu hỏi hỏi rằng là làm tiktok nó có khó không, <laughs> làm tiktok có đơn giản hay không, hay là như thế nào, hay là ra làm sao giống như cái trải nghiệm của Hân đúng không? thì là gì? thật ra tiktok nó không khó nhưng mà cũng không dễ các anh chị, à, nó chỉ không dành cho người lười thôi. còn nếu như mà chúng ta siêng á, chúng ta làm và chúng ta hành động liên tục thì chắc chắn là chúng ta sẽ có kết quả. À, và đây là quan trọng ở cái chỗ tiktok nó giống như là cái À, kinh doanh của mình vậy, chúng ta phải là, làm đúng, làm đều và làm đủ đó. thì à, chúng ta sẽ trở nên xịn, thế thôi và ở đây làm sao để mà chúng ta có thể khai thác được một cái thị phần người sử dụng cái kênh TikTok này rất là lớn à, và một trong những cái điều mà à, chúng ta không thể tin được đó chính là gì à, ở đây á, là hơn 800 triệu người dùng trên toàn cầu à, với đây là một cái, cái mức thống kê À, mà đã là những cái năm về trước rồi nha. Còn à, cho đến tận hôm nay thì là chưa biết đâu các anh chị. Và chúng ta có những cái tiềm năng về quảng cáo, à, livestream, à, phát triển bản thân, sáng tạo giải trí. mà hậu có những cái người bạn á à, các anh chị, mình thấy là wow thực sự là người ta thay đổi rất nhanh à, nhờ cái kênh tiktok này. Và sau khoảng tầm một thời gian thôi, mà hậu thấy ồ bạn mình cũng có thể mua được xe ô tô cũng mua được nhà à, cũng có cái này có cái kia và à, sau khi à, quay lại xem cái profile của bạn thì thấy bạn đang trở thành một hot tiktoker rồi <laughs> à, các anh chị thấy gì không và đây thì là gì thật ra nó không khó cũng không dễ nhưng mà nếu như mà cái gì mà 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 chúng ta có thể làm được để mà có thể kiến tạo ra cái thương hiệu cá nhân của mình này để có thể phát triển được thu nhập này để chúng ta làm à, thì chúng ta làm thôi à, đúng không cả nhà à, đây thì là gì à, chẳng có cái khó khăn nào bằng cái khó khăn à, hơn cái việc là chúng ta đi um, chia tay ra để chúng ta đi mượn tiền hết à, nó khó hơn cái việc là chúng ta xây kênh tiktok đấy <laughs> ok nên là gì à, bây giờ có một cái cơ hội chúng ta sẽ được support chúng ta sẽ được hỗ trợ từ những cái người chuyên gia thì các anh chị sẽ nắm bắt cái cơ hội này nhé à, chúng ta sẽ có một cái chuỗi chương trình huấn luyện à, nó bao gồm 4 buổi à, liên tục bốn à, buổi liên tục các anh chị và dự kiến là sẽ vào buổi trưa À, và có thể là tuần sau à, có nghĩa là từ thứ sáu thứ bảy à, chủ nhật à, tuần sau à, chúng ta sẽ có bốn buổi chủ nhật thì chúng ta sẽ chia ra làm hai à, buổi à, trong trong một ngày đó để chúng ta giải quyết luôn à, và chúng ta sẽ có ba ngày liên tục học cái chương trình này đó các anh chị và ở đây thì là gì à, chúng ta sẽ có một cái chuỗi chương trình à, thực chiến à, chứ không phải là lý thuyết có thể các anh chị đi học ở bên ngoài các anh chị chỉ học được lý thuyết thôi À, là Mai Hậu cũng đã từng học nha. Nhưng mà mình chỉ học được lý thuyết thôi, chứ mình chẳng có ai kèm mình, chẳng có ai hỗ trợ cho mình cả và mình tự bơi, mình tự làm và mình 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 tự phải trải nghiệm vậy thôi. À, nên là nó nó là lý thuyết thì thực sự rất là khó để cho chúng ta có thể à, chiến đấu đến cùng đúng không? Nhưng bây giờ chúng ta sẽ có những cái người chuyên gia hỗ trợ. À, đây là Ngọc Anh, à, Vũ Nguyễn Ngọc Anh là một trong những cái người bạn rất là trẻ. Bạn là học trường đại học sân khấu điện ảnh ra Và bạn à, đã có thể hỗ trợ cho rất là nhiều những cái kênh à, Mà nó lên đến hàng trăm nghìn follower à, Và riêng bạn thì hiện tại cũng có một cái kênh à, là Ngọc Shipper à, Với cái lượng follower là 350.000 follow à, Và các anh chị sẽ được học à, những cái kiến thức à, từ bạn Ngọc Anh Sẽ hỗ trợ cho các anh chị à, vào cái buổi 1 Là những cái phương pháp xây dựng kênh À, từ A đến Z, à, từ những cái thuật toán của TikTok này, à, từ những cái phương pháp để tạo cái cái kênh TikTok ra sao này, làm thế nào để các anh chị có thể cắn đề xuất này à, nội dung uh, content mà có thể hướng đến là gì à, và sẽ hỗ trợ cho các anh chị và cũng uh, xin thưa với các anh chị, đây là một trong những cái người mà cố vấn cho Mai Hậu xây cái kênh TikTok của Mai Hậu thì hiện tại Mai Hậu cũng có một cái kênh TikTok khoảng tầm hơn uh, 23,9 nghìn follow rồi <laughs> thì cũng hy vọng á, là À, có thể có được một cái số máy gì đó ở trong cái thị trường này à, nên là cùng nhau cố gắng nha các anh chị nhé à, thế thì đây là bạn à, sẽ cố vấn về nội dung à, bạn sẽ là huấn luyện cho các anh chị à, vào cái buổi phương pháp xây dựng à, kênh từ A đến Z yes. à, và không biết là các anh chị có mong chờ cái buổi học này diễn ra không nếu mà các anh chị mong chờ thì các anh chị comment là à, là rất là mong được không à, để có gì em à, À, bạn Ngọc Anh cũng đang lắng nghe chương trình này đấy Nên là có thể là bạn biết được là các anh chị đang rất là mong chờ Rất là hóng để bạn sẽ có thể chuẩn bị Và chia sẻ cho các anh chị thật sâu, thật sát à, Và các anh chị biết không Ngọc Anh á, thì có cố vấn cho rất là nhiều những cái hot tiktoker Để mà họ có thể phát triển cái kênh của họ Và không chỉ là à, phát triển về thương hiệu cá nhân đâu Mà còn à, cố vấn cho những cái phương pháp bán hàng qua tiktok làm thế nào để có thể quảng cáo mà không bị đập gậy của tiktok làm thế nào để mà chúng ta có những cái video viral nhưng chúng ta có thể quảng cáo được rất là siêu xịn sò thì là gì bạn cố vấn cho rất nhiều người rồi nha nên là ở đây để mà cố vấn cho các anh chị ở đây thì là một trong những cái vấn đề rất là nhỏ mà mai hộ cũng đã trao đổi với bạn rồi làm thế nào thì làm không biết em như thế nào thì thì như thế nào nhưng mà em biết sao không? khi mà lên trên Rocky á thì em phải cố vấn cho mọi người được à, một trong những cái phương pháp đó chính là gì à, marketing à, và thông minh marketing thông minh như thế nào à, để mà giúp cho mọi người có thể ra đơn từ những cái video mà mọi người kiến tạo ra nhưng mà không bị đập gậy đó mới là xịn đúng không chứ còn nếu như mà nhiều anh chị em thấy là cứ mang cái sản phẩm của mình ra rồi xin chào mọi người đây là sản phẩm sản phẩm là các anh chị sẽ không bao giờ viral lên đâu nên là nếu như những cái kênh mà các anh chị vẫn đang làm như vậy thì nó sẽ không hút được người nên là mình lưu ý là những cái thuật toán như thế nào nội dung ra làm sao thì mình sẽ được học ở cái buổi số 1 này nha à ok rồi à cái buổi số 2 à thì chúng ta sẽ là gì buổi số 2 thì à, chúng ta sẽ có một cái chương trình thực chiến à với video triệu view các anh chị sẽ được học à, từ cái người chuyên gia là một cái bạn editor trong trong à, trong nhóm à của Ngọc Anh à và Ngọc à, Shipper sẽ hỗ trợ cho các anh chị cái cách làm thế nào để có thể edit được video à và làm thế nào để cuốn hút À, cái video đấy à, giống như ngày hôm qua thì sau khi mà à, Mai Hộ ngồi, Mai Hộ nghe bạn cố vấn á, thì Mai Hộ ngồi, Mai Hộ edit một cái video rất là đơn giản thôi à, của em bé của mình thì à, không may là nó cắn đề xuất <laughs> không may là nó cắn đề rất và cái số lượng follower nó tăng lên đáng kể các anh chị nên mà mình thấy rằng là à thực sự là tiktok nó không phải là khó đâu à, nó là một trong những cái điều gì đó mà thực sự chúng ta chỉ cần nắm một số những cái à, cách làm à, đặc biệt là cái cách mà chúng ta quay video này đặc biệt là cái cách mà chúng ta edit video nó rất là đơn giản thôi và ai cũng có thể dùng được à, và nó sẽ có những cái app để hỗ trợ các anh chị à, rất là dễ dàng à, và mai hậu là con gà về công nghệ mà mai hậu còn là làm được thì tất cả mọi người ở đây sẽ làm được thôi mai hậu tin chắc là vậy à, ở đây á, thì à, các anh chị sẽ có một cái à, một cái một cái các anh chị thấy ở trên màn hình đúng không à, là ăn gà con à, là hiện tại đang là nhà sáng tạo nội dung à, và biên đạo à, và dựng à, video à, và xây dựng những cái nội dung về kịch bản và anh có một cái kênh à, do anh đang à, À, đang à, có thể là gì anh đang à, hỗ trợ và phát triển Nó lên đến 1,9 triệu follow Và chúng ta có một cái kênh mà bạn Ngọc Shipper này à, Và Ngọc Anh và tất cả các à, ban ekip của bạn Sẽ đồng hành để hỗ trợ cho tất cả các anh chị ở đây à, Và trong nhóm á à, Trong nhóm mà đang support hỗ trợ các anh chị Đã có mặt à, của tất cả các bạn này Để support cho các anh chị rồi Và đang chờ các anh chị để mà mình join vào group nữa thôi À đúng không ạ? Và bạn á thì có một cái kênh là 345,7k à uh, follow rồi. <laughs> nên là ở đây thì có anh chị nào mình muốn là mình join vào group không? À mình muốn là mình join vào group ngay để mà mình được uh, thực chiến, để mà mình được học không? À ok, nếu mà có thì các anh chị comment là có nha để cho các bạn à uh, À, các bạn à, có thể đọc được thật ra thì mai hậu già rồi nhưng mà mai hậu cũng phải chạy theo các bạn để mai hậu học từ những cái người trẻ này tại vì á là các bạn quá nhanh nhẹn trong cái việc là bắt bắt kịp xu hướng và đặc biệt là các bạn à, bắt kịp cái kênh tiktok à, để mà có thể là gì à, có thể phát triển và và cái kênh tiktok của bạn á cũng có những cái video à, quảng cáo mà thực sự là rất là viral nhưng mà nó lại rất là hiệu quả và hơn nữa nó lại à, không có bị đập gậy của tiktok <laughs> à, rất là hay đúng không? thì buổi sáng 2 các anh chị sẽ được học cái cách edit video làm video và kiến tạo những cái video riêng à, của các anh chị với những cái nội dung của mình à nha các anh chị nhá em thấy là cái sự mong chờ của các anh chị nó vẫn đang à, hơi yếu yếu đúng không <laughs> à, và trong đợt này thì chúng ta sẽ được gặp toàn người nổi tiếng thôi đúng không ạ rồi à, ok và cái buổi số 3 đó chính là gì chương trình thực chiến tiktok live stream nghìn đơn wow các anh chị biết một điều như này là trên trên á uh, nó đã, uh, đã 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 có thể được thiết lập những cái uh, tiktok shop dành cho tất cả các anh chị và live stream á, là một trong những cái nghệ thuật để hỗ trợ các anh chị có những cái đơn hàng à rất là đơn giản rất là dễ dàng và các anh chị cũng có thể viral rất nhanh à, qua những cái tài năng của mình qua những cái sự chia sẻ của mình nhưng mà live stream á, nó cũng sẽ có những cái thuật toán các anh chị ví dụ như ở Facebook á, thì nó sẽ có ví dụ như là bản quyền về về âm nhạc À, ví dụ như bị đập gậy về âm nhạc này, hay là chúng ta chỉ cần uh, đăng những cái content mà nó 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 bị uh, cấm cản của Facebook thôi là chúng ta không được uh, chia sẻ, không được viral rồi. Thì ở đây là gì? Chúng ta cũng sẽ học những cái thuật toán của cái việc là chúng ta live stream uh, như thế nào cho nó hiệu quả, chúng ta né những cái điều gì và nên làm những cái điều gì để các anh chị có thể là gì uh, live stream và bán hàng thành công uh, thì uh, các anh chị sẽ có thể học vào cái buổi số 3 À, đó chính là livestream nghìn đơn và wow, các anh chị có mong muốn được học cái chương trình này không? À, và chắc chắn rồi à, nếu như các anh chị học những cái chương trình này thì các anh chị sẽ được thì các anh chị sẽ được phát triển về bản thân, phát triển về kỹ năng, phát triển rất là nhiều thứ đó các anh chị và em tin là như vậy. À, em tin là như vậy bởi vì là gì? bản thân mai hậu khi mà mà mình trải qua những cái cảm giác như thế này mình cũng thấy rằng là ô mình trưởng thành hơn rất nhiều mình thấy bỡ ngỡ quá. các anh chị biết không? mai hậu hay livestream trên Facebook nhưng khi qua tiktok á Cái buổi đầu tiên mà Mai hậu live stream là như thế này này Wow, thế là live stream được rồi đó hả Được chưa Đúng chưa, <laughs> là thế này thì phải không Đó, là rất là bỡ ngỡ các anh chị Thì em tin rằng là Khi mà các anh chị mà được học những cái chương trình này Thì các anh chị sẽ không còn bỡ ngỡ Giống như mai hậu mới bắt đầu nữa đúng không à, Và cái buổi số 4 Thì các anh chị sẽ được à, gặp À, những cái người à, gọi là hot tiktoker để mà giao lưu hỏi đáp à, và thực chiến cùng với hot tiktoker gà con và ngọc shipper thì các anh chị sẽ được kèm cặp và được hướng dẫn à, rất là chi tiết rất là tỉ mỉ mình đang làm như thế nào và mình làm đúng ở đâu và mình sai ở đâu thì mình sẽ được hỗ trợ từ a đến z thế thì sau khi mà chúng ta học xong cái chuỗi chương trình này thì các anh chị chỉ còn việc là Chúng ta làm không làm nữa thôi Đúng không ạ? Chúng ta hành động hay không hành động nữa thôi Đúng không? Thì bây giờ là gì? À, chúng ta được kèm cặp này Và chúng ta sẽ có một cái chuỗi à, Thích bạn áo cam hả? À, các anh chị nhìn trên màn hình đây Các anh chị có nhận ra ai không? Đây này Một là bạn áo cam Là ngọc shipper Hai là Hai là ăn gà con à, Thì không biết là Các anh chị có nhận ra ai không? À, ok OK, quá quen thuộc đúng không? xây căn mới hay căn cũ đều là bình thường hết, Các anh chị đều là bình thường hết. Uh, OK, ai cũng thích nè. Mai hậu á có một cái video đồng với uh, Ngọc này nhưng mà cũng có một cái ấn tượng rất là hay. Đó chính là gì? áo cam hay đóng với mai hậu đúng rồi <laughs> ấn tượng rất là hay khi mà mai hậu đóng đóng vai với ngọc á thì là gì ừ, cái video mà vai rồ lại là cái video mà mà mai hậu lái máy bay thì À, lái phi công á, thì nó mới viral Và cái video đó đến mấy triệu view 3-4 triệu view gì luôn đó mọi người Và sau cái video đó thì mình thấy rằng là à, Mai Hậu đi siêu thị cũng có bạn nhận ra Mai Hậu nha Nên là từ đó về sau là không dám mặc đồ xề xòa Để mà đi siêu thị luôn á <laughs> Nên là ở đây á, chúng ta có thể là có những cái mà chúng ta cảm thấy rất là hay rất là thú vị mà nó có thể bứt phá chúng ta bất kỳ lúc nào à, nên là ở đây các anh chị có thể là gì mình à, sẽ cùng welcome và cùng chào đón à, cái chuỗi chương trình huấn luyện này nha thế thì nãy giờ em thấy là nhiều anh chị á hỏi là cái điều kiện để mà mình được tham gia cái chương trình này là gì nhưng mà em phải hỏi các anh chị xem nữa là các anh chị có hào hứng à, để mà được tham gia cái chương trình này hay chưa nè <laughs> nếu mà mình hào hứng rồi thì mình comment là tôi hào hứng được không hào hứng được không? Và đây là một trong những cái chương trình để bổ trợ kỹ năng này, à, bổ trợ cho các anh chị những cái kỹ năng À, để mà giúp cho các anh chị kinh doanh, giúp cho các anh chị phát triển bản thân và tất nhiên rồi nếu mà chúng ta có thể phát triển được bản thân, chúng ta phát triển được kỹ năng và chúng ta còn có một cái lượng người follower lớn và chúng ta có thể bắt kịp được tiktok thì chắc chắn rồi cái việc bán hàng là cái việc đơn giản à được không ạ? Nhưng mà chúng ta làm thế nào để chúng ta trở thành đơn giản hóa vấn đề để mà chúng ta có thể làm được và tất cả mọi người đều làm được nó mới là vấn đề chứ không phải là chỉ có một vài người làm được thì nó là là hỏng 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 có ok rồi đúng không? Nên ở đây là các anh chị mình làm sao đó thì mình sẽ à, có thể là gì à, hào hứng với cái chương trình này để chúng ta sẽ cùng đến với à, cái điều kiện điều kiện đó là chúng ta à, các anh chị biết không ăn à, gà con đó cũng là một trong những cái à, nhà đồng sáng lập à, của thương hiệu thời trang Auburn mới vừa lên kệ trên kệ hàng drop À, nên là anh đã à, muốn là tổ chức ra cái chương trình như vậy à, và Ngọc shipper cũng là một trong những ekip đồng hành để mà tạo ra cái à, thương hiệu thời trang này à, nên là hai người này rất là tâm tắc à, cho cho Roppy và cho tất cả các thành viên trong à, trong cộng đồng Roppy. thành ra cái điều kiện đó là chỉ cần có một đơn hàng thời trang open cộng với lại netgo hoặc là lagit thì các anh chị sẽ được tham gia cái chương trình học này à, được không ạ và các anh chị nhớ cái điều kiện nhé à, điều kiện tham gia là một trăm suất nhanh nhất có nghĩa là uh, các anh chị sẽ ở đây có 466 anh chị đúng không? Nhưng mà uh, chỉ cần có 100 suất nhanh nhất thì các anh chị sẽ uh, sẽ được tham gia và uh, học cái chương trình này. Uh, và khi mà các anh chị có những cái đơn hàng thì các anh chị chỉ cần uh, chụp màn hình gỡ lên trong cái group À, Yalo mà đã được tạo Và đã có à, anh Ngọc Shipper Và anh Gà Con ở trong đó rồi Thì các anh chị hãy gỡ lên trên nhóm à, Để các anh chị được xác nhận Và chúng ta chỉ cần một đơn hàng thời trang Open à, cộng với Netgo Hoặc là một cái sản phẩm nào đó của à, live Grip, thì các anh chị sẽ được hỗ trợ à, Học cái chương trình này miễn phí à, Và các anh chị sẽ được kèm cặp 21 ngày liên tục À, để mà giúp cho các anh chị có những cái video chị view à ok các anh chị à, rồi à nếu như mà anh chị nào mà mình đăng ký à mình đăng ký thì mình sẽ join à, vào cái group à zalo này được không ạ và sẽ chọn ra một trăm suất nhanh nhất để mà chúng ta sẽ được học và dự kiến chương trình sẽ là thứ sáu thứ bảy chủ nhật à, vào tuần sau à ok nha các anh chị nha rồi à nếu mà các anh chị đăng ký thì mình đăng ký nhé rồi đây, các anh chị có thể quét à các anh chị có thể quét cái á, mã QR này để các anh chị được join vào hoặc là em nhờ ban tổ chức có thể gửi link Zalo à để các anh chị có thể join vào nhá Ai đăng ký thì mình comment là tôi đăng ký được không ạ? À, tôi đăng ký à, và hãy join vào group Zalo nhé à, em tin là các anh chị sẽ có thể à, có những cái trải nghiệm rất là thú vị và sẽ có được những cái trải nghiệm mới và đặc biệt là chúng ta còn được cầm tay chỉ việc từ những cái người chuyên gia à, những cái người hướng dẫn cho các anh chị à, thì à, rất là tuyệt vời rồi đúng không à, ok nhé cùng à, nhau thách thức cái chương trình 21 ngày để kiến tạo video và các anh chị sẽ được học miễn phí à, nếu như các anh chị có những cái đơn hàng à, và Mai họ sẽ sâu lại cái điều kiện nhé. Chỉ cần có một đơn hàng thời trang open cộng với NetGo hoặc là live group, thì các anh chị sẽ được hỗ trợ học miễn phí. Và cái chương trình này là chương trình thực chiến chứ không phải là chương trình à, của những cái người à, <laughs> à, của của những cái người đào tạo huấn luyện à, à, theo kiểu lý thuyết đâu nha cả nhà. À, nên là gì? À, đơn hàng tính từ bây giờ à, Đơn hàng tính từ bây giờ Và sẽ chốt 100 suất đầu tiên thôi nha các anh chị 100 người đầu tiên à, share cái màn hình của mình á, Share cái đơn hàng của mình lên group Nhanh nhất thì các anh chị sẽ được à, đưa vô trong group Để mà các anh chị huấn luyện và kèm cặp Tại vì ban tổ chức á, có nói rằng là gì tại vì muốn tập trung cho 100 anh chị để mà support để mà hỗ trợ cho nó tốt nhất và hiệu quả nhất để mà mọi người có thể ra được những cái kết quả tốt nhất à, nên là mình à, sẽ có thể là à, chốt 100 suất đầu tiên và cái group á, thì các anh chị có thể quét zalo đúng không ạ quét zalo à, qua cái à, qua cái group này à, ok nha các anh chị nhé và hy vọng là sẽ gặp lại à, các anh chị trong cái chuỗi chương trình huấn luyện à, và sẽ À, có những cái video à, kiến tạo triệu view và chúng ta sẽ à, cùng nhau thách thức và cầm tay nhau à, 21 ngày liên tục để chúng ta có thể tham gia được cái chuỗi à, chương trình à, kiến tạo video triệu view này. À, OK nha các anh chị nha. Rồi à, được chưa các anh chị? Các anh chị đã nắm thể lệ chưa? Nhờ ban tổ chức chương trình gửi cái đường link à, của Zalo à, lên cho mọi người đúng không ạ? OK. Có anh chị nào quét Zalo thành công chưa? <laughs> OK các anh chị nào quét zalo thành công chưa? rồi nha. ok. à thời trang á ở trên kệ roppy có nha các anh chị ở trên ở trên kệ roppy đã có đầy đủ những cái sản phẩm của thời trang áo nó có quần jean nè, quần đùi nè, à, hay là à, các anh chị có thể à, mù, à, váy maxi à, thì cũng có luôn. À, thì các anh chị có thể lên trên đó để mà có thể lên đơn, à, Đúng không ạ? ok, rồi nha các anh chị nha à ai quét xong rồi thì tí nữa các anh chị sẽ được duyệt vào nhóm thì chúng ta sẽ có thể xem uh, những cái đơn hàng uh, ở trên uh, nãy mình chưa nghe rõ đơn hàng phát sinh trên dropi hay tiktok uh, đơn hàng ở trên dropi các anh chị lên đơn à các anh chị lên đơn đúng không ạ ok <laughs> ok và uh, tại vì á là đây là chương trình uh, do uh, anh gà là nhà sáng lập À, của à, là là nhà đồng sáng lập của thời trang bần sẽ hỗ trợ support cho các anh chị nên là cái điều kiện á chỉ cần là gì một đơn hàng thời trang bần em thấy cái đơn hàng cái quần đùi này nọ có 200 200 mấy nghìn một quần 299 nghìn một quần thôi nên là mình à, đang ăn nam nào mà 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 có bạn gái thì à, à, mua tặng bạn gái được đúng không <laughs> hay là hay là có bồ thì mua cho bồ Hay là có vợ thì mua cho vợ Hoặc là mình bán Thì các anh chị cũng sẽ được hỗ trợ nhé Là mua hai sản phẩm Đúng rồi à, Một thời trang open à, Và netgo Hoặc là những cái sản phẩm của nhà like à, Thì các anh chị sẽ được hỗ trợ Nha các anh chị nhé Ok Thời trang của nhà open Nha các anh chị Thời trang của nhà open Rồi ở Trên kệ thì em không biết là có thời trang nào hay không nhưng mà các anh chị nhớ là mình chọn cái thương hiệu của Open thì các anh chị sẽ được hỗ trợ và các anh chị sẽ được chốt nhá uhm, ok bắt đầu tính từ trưa ngày hôm nay à, không kể là trước đó hay là gì à đúng không ạ trước đó hay là gì à, rồi ok các anh chị đúng rồi à, phải có một cái đơn hàng thời trang thì các anh chị sẽ được học à, tính từ ngày hôm nay và chỉ uh, duy nhất 100 uh, thành viên thôi OK, các anh chị thấy cái link, uh, link Zalo, link group á, thì các anh chị join vào nhé, đúng không ạ? Rồi, ai mà đã có những cái đơn hàng thành công á, thì mình có thể chụp và mình gửi lên trên nhóm, các anh chị sẽ được xác nhận à, và sẽ được hỗ trợ. À, hai trong ba sản phẩm, có nghĩa là hai trong ba sản phẩm đó cả nhà. Mỹ phẩm thì các anh chị cũng sẽ được huấn luyện luôn nhé. OK, hai trong ba sản phẩm có nghĩa là à, chỉ cần một đơn thời trang open cộng với net go hoặc là live gift được không ạ bất kỳ kho nào đều được ok rồi nha các anh chị nha rồi <laughs> ok à, thế thì là các anh chị à, ai mà chốt đơn hoặc là ai mà tham gia cái chương trình thì mình nhanh chóng mình đăng ký nha các anh chị nhé ok đơn sẽ bắt đầu từ trưa ngày hôm nay à, đơn sẽ bắt đầu từ trưa ngày hôm nay đúng không ạ đến tuần sau thì mọi người sẽ tại vì bây giờ chúng ta đang tốc chiến 90 ngày tốc chiến mà thì các anh chị phải năng lượng lên các anh chị phải xịn sò lên chứ <laughs> được không ok nha các anh chị nha có nghĩa là hai trong ba sản phẩm nhưng trong đó phải có một thời trang đấy à, rồi ok nha các anh chị rồi đây là link group à, anh chị nào có câu hỏi thì mình cứ tiếp tục hỏi nha à, rồi Ok. Đúng rồi, hai trong ba sản phẩm nha các anh chị, trong đó phải có à, một cái thời trang thì các anh chị sẽ được duyệt vào group. Nha các anh chị nha. Rồi đây, thật ra thì à, chúng ta sẽ Bán đi, tranh thủ bán hàng đi các anh chị Tranh <laughs> thủ bán, tranh thủ ra đơn đi Ai có bồ thì tặng quần cho bồ Rồi á hả Xong rồi là chúng ta nhanh chóng Tại vì sao các anh chị biết không Tại vì chúng ta sẽ có những cái chương trình thực chiến Để kiến tạo video để chúng ta quảng cáo sản phẩm nữa Nếu như mà các anh chị à, à, Không có những cái sản phẩm ở trên tay Thì cũng sẽ rất là khó để chúng ta quảng cáo đó à, Đúng không ạ Và đặc biệt là các anh chị biết tại sao không À, chúng ta có thể uh, có sản phẩm để chúng ta cầm trên tay hoặc là chúng ta sẽ chia sẻ hoặc là chúng ta nói Nhưng mà nếu như chúng ta xuất hiện trong video mà chúng ta không mặc gì á, <laughs> thì là nó hơi là vấn đề rất là lớn nha Nên là một cái yêu cầu đầu tiên là chúng ta phải mặc <laughs> được không các anh chị Thành ra là gì? Thời trang rất là tâm lý đúng không? <laughs> OK. La like, ghép dùng sản phẩm gì trên kệ vậy? Có rất nhiều sản phẩm nha, cần tây này, vitamin C cherry này, milk protein hay là nói chung nhiều lắm, nói chung nhiều lắm. Thì các anh chị có thể uh, uh, tận dụng ha, để mà phát triển nhân số ha. OK. <cười> <cười> OK. Anh chị nào mình giôn vào rốt thì mình nhanh chóng nha. Rồi. OK. À, nếu anh chị nào mà mình à, thích ăn gà hay là à, ngọc shipper thì nhanh chóng nha và đợt này thì ngọc shipper hồi nãy á, hồi lúc trưa ngọc shipper gọi cho mai hậu hỏi ủa trưa nay em có xuất hiện không trưa nay em có xuất hiện không à, em có xuất hiện không ăn gà cũng vậy nhắn tin cho mai hậu hỏi tại vì thấy ở trên banner thì mai hậu mới bảo là à, trưa nay là một cái buổi kích hoạt, à, thật ra thì à, cũng muốn để cho mọi người gặp liền đó, nhưng mà phải để cho mọi người à, tò mò xíu, <laughs> nên là gì, à, nên là chúng ta sẽ gặp hai bạn này vào tuần sau à, và trong những cái chương trình thực chiến để hỗ trợ cho các anh chị luôn, à nha các anh chị nhá, à, hình như là đơn hàng của Thời Trang thì nó sẽ có kho riêng của Thời Trang còn đơn hàng của Netgo hay là Livevip thì sẽ có kho ở Hà Nội và Hồ Chí Minh thì các anh chị phải lên hai đơn đấy, các anh chị phải lên hai đơn đấy, ok nha các anh chị nha, rồi <laughs> chị nhưng mà ban tổ chức đã ra quy định rồi sẽ duyệt cái đơn từ trưa ngày hôm nay nên là các anh chị tranh thủ mình không tính đơn hàng cũ được nha ok rồi rồi chúc mừng cho anh Tùng Nguyễn nè à, đã có đơn hàng à, đúng không ạ Ai có đơn hàng rồi thì mình comment cho em đúng không ạ? Nhanh lên kẻo 100 suất đó hết nha. Chỉ có 100 người đầu tiên thôi đó. Nên là mình tranh thủ ha. Ok. Lịch học á là mình dự kiến à, sẽ là thứ sáu thứ bảy và chủ nhật à, tuần sau à đúng không ạ thứ sáu thứ bảy chủ nhật và tuần sau và buổi trưa buổi trưa để tranh thủ cho các anh chị được học ok rồi gửi lên nhóm zalo nha cả nhà à, các anh chị gửi lên nhóm zalo nhé ok rồi các anh chị <laughs> ok nha thế thì là chúng ta sẽ anh chị có câu hỏi thì anh chị hỏi còn không thì chúng ta sẽ À, dừng chương trình ở đây và hẹn gặp lại các anh chị trong cái chuỗi chương trình huấn luyện à, tiktok à, trong tuần tới và à, các anh chị muốn à, cho những cái thành viên à, nhóm của mình đó à, học cùng với mình để kiến tạo ra những cái video thì các anh chị tranh thủ mình gửi cho những cái thành viên của mình nhé ok một đơn quần và một cái cherry à, vitamin c được không được chứ một trong à, 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 tất nhiên là có cái đơn thời trang rồi Nhưng mà các anh chị sẽ là gì à, Chọn cái sản phẩm của nhà Lightwhip Hoặc là Nego là ok Mua bên ngoài hai buổi sơ khai Cũng đã 590.000 Thật ra Mai Hậu đã đăng ký Những cái chương trình học đến 6 triệu đồng Để mà Mai Hậu học luôn á mọi người Nhưng mà không có thực chiến và mai hậu không được kèm cặp sát cũng giống như là họ thực chiến vào những cái sản phẩm trong kệ hàng của Robby đâu mà bây giờ sẽ là những cái chương trình để giúp các anh chị thực kiến sát vào những cái sản phẩm mà các anh chị kinh doanh luôn kìa nó mới là xịn kìa chứ còn cái chương trình này ở bên ngoài không ai mua được và đây học 21 ngày mà chị lên đơn cho mình dùng thì quá tuyệt vời. Đúng rồi, chứ sao nữa không có tuyệt thì sao mà còn gì là tuyệt vời hơn thật sự luôn á ngày cụ thể thì dự kiến là sẽ thứ sáu thứ bảy chủ nhật tuần sau à, thứ sáu thứ bảy chủ nhật tuần sau nó sẽ rơi vào là ngày 26, 27 và 28. Đúng rồi chị ái. À, chị ái bắt buộc phải mua một thời trang kèm một like hip hoặc là một nét gâu. Đúng không ạ? Open nhé. Au <laughs> Ok Của nhà Auburn Thời trang của nhà Auburn Đây nè cái logo ở trên góc này nè các anh chị Tại vì sao anh gà và Ngọc Shipper là đồng sáng lập của thương hiệu thời trang này Support cho các anh chị Nên là các anh chị mình lưu ý nhé Ok Học buổi trưa Học buổi trưa Và tất nhiên là chương trình sẽ record lại Để cho các anh chị học đi học lại rồi Đúng không ạ Ok nhé Rồi các anh chị mình join vào nhóm nha còn bây giờ thì Mai Hậu sẽ à, kết thúc chương trình này nha. Ok, next go, đúng rồi. Ok, mã QR đúng không? Rồi đây, à, sẽ để cho các anh chị à, 5 phút để các anh chị quét cái lút này các anh chị join vào. Em nhờ ban tổ chức là mình cho một xíu nhạc đi, cho nó có không khí buổi trưa. <laughs> ok, rồi nha các anh chị. đúng rồi à, thứ sáu thứ bảy chủ nhật là mình sẽ làm à, thực chiến đó nên là vào buổi trưa đó thì nó sẽ rất là tiện để cho mọi người học đúng không? OK rồi nghe các anh chị nha rồi ai đon rồi thì mình comment là đon đi à, xin ban tổ chức chương trình một xíu nhạc được không ạ? rồi mình sẽ có 5 phút À, để cho các anh chị đăng ký Và sau đó thì uh, Mai Hậu sẽ uh, uh, Tắt dương nhé Và kết thúc chương trình này nhé Cảm ơn tất cả các anh chị đã cùng lắng nghe chương trình kick OFF uh, uh, Cho cái chuỗi Chuỗi uh, uh, video triệu view uh, Và chúng ta sẽ cùng đồng hành 21 ngày tới và chắc chắn